Ăn ruốc cóc để trị còi xương, ăn thịt cóc để giúp bé không bị còi xương suy dinh dưỡng, giúp bé cao lớn hơn. Điều này có đúng hay không? Nếu như bạn có con đang bị suy dinh dưỡng còi xương thì bạn có đang cho con bạn ăn ruốc cóc hay là không? Và thực tế là gì ạ? Tất cả những em bé mà đã bị còi xương ăn ruốc cóc thì nó không có bất kỳ một cái sự cải thiện nào về tình trạng còi xương hay là chiều cao cả. Và vừa qua thì đã có rất nhiều thông tin báo chí rồi truyền hình đưa tin là có ba mẹ con ở Phú Thọ vì ăn thịt cóc bị ngộ độc và đã nhập viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Và rất may là đã đến viện kịp thời và hiện nay tình trạng sức khỏe cũng đã tốt lên rất nhiều rồi, đúng không ạ? Thì cái việc mà con bạn bị còi xương và con bạn ăn ruốc cóc, nếu như bạn không biết cái điều này thì đã các bạn nào có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Và cóc thì nó rất là độc hại và nó có thể gây tử vong nếu như chúng ta không kịp phát hiện kịp thời. Video này bạn Đạt sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về mọi thứ liên quan đến ruốc cóc, thịt cóc, nó có tác dụng chữa còi xương hay không. Các bạn nhớ là phải theo dõi video này nha. Thì thực ra ấy, trong thịt cóc ấy nó cũng có rất nhiều dinh dưỡng giống như các cái loại thịt khác như thịt lợn, thịt bò, đúng không ạ? Đấy, cá, vân vân, gà. Thì nghiên cứu chỉ rằng gì ạ? Trong 100g bột hay là ruốc cóc ấy thì chất đạm nó có khoảng 55,4g protein chất đạm, đúng không ạ? Nó không hề cao hơn những loại thực phẩm khác mà mình cho con ăn hàng ngày, phải không ạ? Rồi kẽm, 100g bột cóc hay là ruốc cóc ấy nó chứa khoảng 65mg kẽm. Nó cũng không hề nhiều hơn, thậm chí nó ít hơn rất nhiều so với các loại hải sản, ví dụ như là gì ạ? Sò, hến, hàu là cái nguồn thực phẩm mà cung cấp các cái kẽm rất tốt. Tại sao ạ? Kẽm thì nó kích thích ăn ngon, đúng không ạ? Giúp bé tăng cường sức đề kháng và giúp bé tăng cân. Đấy, ngoài ra thì canxi và vitamin D trong thịt cóc thì hầu như là không có. Thì cái lý do gì mà tại sao mình lại ăn thịt cóc để giúp bé chống còi xương hay là giúp bé tăng cân, tăng chiều cao, đúng không ạ? Thì đây là một cái quan điểm sai lầm mà ông bà chúng ta để lại. Trong thịt cóc ấy, nếu như chúng ta không biết chế biến, chúng ta làm không có sạch, đúng không? Thì trong da của cóc, rồi trong gan của cóc nó có cái nọc độc. Trong da của cóc ấy, các bạn thấy những cái vết sần không? Đó là cái túi chứa các chất độc. Rồi trong gan của nó có nọc độc, rồi trứng của nó có nọc độc. Đấy. Và chúng ta làm không có sạch và chúng ta ăn và chúng ta bị ngộ độc các cái thịt cóc. Và trong đó ấy, nó có rất nhiều các chất độc khác nhau. Thì đặc biệt cái chất độc là bufotoxin. Đây là một chất độc vô cùng nguy hiểm. Nếu như ăn vào mà không được xử lý kịp thời có thể tử vong trong một thời gian ngắn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không nên cho bé ăn ruốc cóc để trị còi xương, đúng không ạ? Và khi mà các bạn xem được cái video này, bạn Đạt không biết là bằng cách nào đó bạn đang xem được cái video này, hãy dừng ngay cái việc là cho con ăn ruốc cóc, ăn bột cóc để trị còi xương đi. Nó không mang lại giá trị như vậy, đúng không? Và tất cả các thông tin về hàm lượng dinh dưỡng bạn Đạt đã giải thích ở phần trên của video, được chưa? Nếu phần đó bạn còn chưa biết và muốn hiểu thêm, hãy comment dưới video này để bạn Đạt trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Như vậy, nếu như con bạn bị còi xương thì đầu tiên các bạn nhớ rằng chúng ta phải giữ phòng còi xương này. Phải giữ phòng cái tình trạng còi xương của trẻ, đúng không? Nếu như mình không làm được điều này thì mình ăn uống gì nó không có trị. Thứ nhất, con bạn bị còi xương ấy là do từ sơ sinh chúng ta không bổ sung vitamin D3. Sữa mẹ rất ít vitamin D3. Con bạn từ 0 tuổi đến 1 tuổi cần 400 đơn vị, 400 IU ấy, đúng không ạ? Trong sữa mẹ, 1 lít sữa nó chỉ có từ 12 đến 24 đơn vị thôi. Còn nếu như con bạn uống sữa công thức hoàn toàn thì theo khuyến cáo của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ, con bạn uống một ngày 960ml sữa trở lên thì mới đủ cái nhu cầu D3 cho con bạn. Mà trẻ sơ sinh ấy thì rất là khó đạt cái này, đúng không? Đặc biệt từ 0 đến 6 tháng. Còn đối với trẻ trên 1 tuổi thì chúng ta không thể cho uống nhiều sữa quá nhiều như vậy. Uống nhiều sữa công thức ấy, uống nhiều sữa tươi ấy, thì nó sẽ bị lửng bụng, nó sẽ chán ăn, nó bị còi xương suy dưỡng và đặc biệt là thiếu máu thiếu sắt. Cho nên D3 là phải bổ sung từ sơ sinh đến 1 tuổi là 400 đơn vị và từ 1 tuổi cho đến 6 tuổi là từ 600 đến 800 đơn vị và bổ sung liên tục như vậy sau buổi sáng, sau khi ăn khoảng từ 15 đến 20 phút. Đó là cái quan trọng nhất để giúp trẻ không bị còi xương, được chưa? Rồi, bổ sung canxi dự phòng, sắt dự phòng, kẽm dự phòng cho trẻ. Sắt từ 4 tháng tuổi phải dự phòng, canxi và kẽm là từ 6 tháng tuổi phải dự phòng cho trẻ để giúp trẻ không bị thiếu các vi chất đó, được chưa? Và ăn uống, đặc biệt là trong giai đoạn bắt đầu ăn dặm, phải luyện cho trẻ cái việc ăn đa dạng, ăn đầy đủ, đúng không? Chứ có bé ăn thịt không ăn rau, có bé ăn rau không ăn thịt, có bé ăn chỉ cơm với trứng muối vừng thôi. Những bé như vậy thì nó sẽ bị thiếu dinh dưỡng thì sẽ không thể nào gì ạ, cao lớn được và sẽ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng còi xương, được chưa? Thì đấy là cách mà chúng ta phải xử lý để phòng cái việc mà bị còi xương. Còn nếu như con bạn đang bị còi xương rồi
thì bạn phải điều chỉnh lại ngay các cái chế độ ăn để làm sao cho nó đa dạng các thành phần, đúng không? Rồi bổ sung D3. Đấy. Và còi xương nặng quá thì bạn phải đi khám để xem mức độ còi xương như nào, có khi bạn phải điều trị tích cực hơn, đúng không ạ? Phần nào đó các bạn chưa rõ thì có thể comment dưới video này, Bác Đạt sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Bác Đạt nhé. Trên kênh có 1.200 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà Bác Đạt hỗ trợ cho hàng trăm ngàn bà mẹ còn tăng cân tốt, không bị suy dinh dưỡng còi xương, bé không lạm dụng kháng sinh, bé tăng cân đều, sức đề kháng tốt, và các bạn sẽ cảm thấy rất là nhàn hạ, tiết kiệm rất nhiều thời gian tiền bạc nếu như các bạn chịu khó theo dõi cái kênh YouTube của Bác Đạt nhé. Và đồng thời các bạn có thể mua thêm cuốn sách là Những đứa trẻ lớn nên không ốm, để mình biết cách sử dụng kháng sinh cho bé như thế nào, mỗi khi mà bé ốm, mỗi khi mà bé được kê thuốc, mỗi khi mà bé phải sử dụng kháng sinh. Rồi chào các bạn và chúc các bạn nuôi con khỏe mạnh.